Em chào mọi người, em là phòng kỹ thuật bên TTL Copier. Hôm nay em hướng dẫn là trước mắt là nhìn sơ về linh kiện máy của máy 3506AC. Và máy này nè thì em chưa vệ sinh dàn gương và hôm nay em hướng dẫn luôn. Đây, chữ T 3506AC. Đây là hướng ra giấy ECJ, nó còn gọi là ECJ hướng ra giấy. Nó nằm ở bộ phận này, hướng ra giấy. Còn trên đây người ta gọi là ADF, nó dùng để scan và photo nhanh gọn lẹ. Khi mà mình giống như là mình có một tệp nhiều để mình muốn photo á, mình bỏ lên đây mình photo cho nó nhanh gọn lẹ. Còn phần này, ở bên trong phần này là rum, beo, và sạc từ, nó nằm ở vị trí này. Còn trên đây, đây là vị trí mật của nó. Còn riêng cái dòng AC này thì nó thường sử dụng là mực và chip. Đây chip của nó đây. Và mỗi con chip của nó có từng ký tự khác nhau. Ví dụ như là màu vàng nó có ký tự là Y, màu hồng ký tự là M, màu xanh có ký tự là C, màu đen ký tự là G. Còn ở trên đây của nó, đây là bộ phận đúc led, bộ phận đảo mặt. Khi mà mình in hai mặt đường sẽ đưa ra bộ phận này. Còn bên đây, đây là bộ phận chamfer, nó là cũng dành cho bộ phận in hai mặt ở đây. Còn đây là bộ sấy của nó, dùng để tạo nhiệt để cho bản in nó được chín mực. Rồi kế tiếp bên đây, đây là khay đựng giấy. Khay đựng giấy thường thường nó sẽ có 4 khay hoặc 3 khay, tùy máy ở bên nước ngoài sản xuất như thế nào. Đó, đây là khay đựng giấy. Ở đây nó có hai con ốc đây nè. Khi mà anh muốn kiểm tra rum, gạt, sạc từ, bao thì ở đây nó có hai ốc. Tháo hai ốc ra. Máy này thì tụi em tháo sẵn rồi. Ở đây nó sẽ có hướng dẫn sử dụng. Cái phần 1 này là nó để tháo rum. Đây nè, đây là để tháo rum. Nhưng mà mặc định trước khi mình tháo bất kỳ cái linh kiện nào ở trong đây thì mình mở cửa bên hông này ra, mở cửa bên hông này ra để mình dễ tiện hoạt động, dễ tiện thao tác xử lý. Đây là cách đầu tiên để tháo rum nè. Ví dụ như em bây giờ em tháo rum trước cho mọi người coi. Ở bên đây nó có hai cái ngàm đây nè, hai cái thanh đấu ngàm. Bên phải mình bó xuống trước, bên trái mình bó luôn ngàm lên, móc lên như thế này. Đó, xong một bên. Còn bên đây, ở góc bên trái đối diện với bên đây, nó có một cái cần gạt ra, kéo nó ra, kéo nó ra cứng hết mát luôn. Chừng nào thấy cứng quá là mình ngưng. Cần này là cần tay cầm của nó nè. Đây, bây giờ xoay nó qua gút 3 giờ, kéo nó ra. Đây là toàn bộ linh kiện gum gạt sạc từ ở đây. Đây rum nè, còn đây là từ, đây là vị trí từ. Mỗi cây rum nó dành riêng cho nhau là đây là màu đen nè. Ví dụ như cây ở đây là cái gọi đây là gọi là hopper nè, đen nè, xanh nè, hồng nè, vàng nè, từng cụm từng màu. Từ ở dưới nó cũng vậy. Để chở ra vị trí ban đầu. Và bây giờ là cách tháo beo. Tháo beo thì duy nhất chỉ cần một cái cần bên tay trái gạt xuống thôi. Nhớ là phải kỹ, gạt xuống sát, phải kỹ. Mặc định là đây phải luôn luôn mở. Khi mà tháo rum hay bao gì luôn luôn mở. Tuy là hướng dẫn sử dụng ở đây á, khi mà anh chị tháo rum á không cần mở cái cửa này, nhưng mà khi mà anh chị mở máy mà anh chị kéo về rum ra Không mà anh cửa này khi mà anh chị đóng lại thì nó sẽ báo lỗi. Đây, bây giờ là em tháo ra thử cho anh chị coi. Đây là bao ảnh của nó. Để tạo hình ảnh. Còn phần bên đây. Phần bên đây người ta gọi là gạt beo. Gạt beo nó sẽ vệ sinh đi các cái mực thừa trên beo ảnh. Nó gạt đi các mực thừa trên beo ảnh. Đó. Thì mình quan trọng nhất là thằng beo ảnh này và thằng sấy thôi, con máy đắt tiền nó chỉ có gì đó. Anh chị làm xong thì trả nó về vị trí đúng của nó. Đây, cần này xuống. Vị trí đúng mặc định ban đầu là dựng thẳng lên. Đây thì sát vô. Rồi, em cũng có một cái chân này. Ở đây cái tay ấy. Đóng lại. Rồi. Bây giờ thì em là đang muốn vệ sinh dàn can. Vậy các em muốn vệ sinh dàn can thì mình bật cái nắp ADF lên. Đây là gương photo đây. Gương photo. Anh biết rõ luôn chứ. Anh biết rõ luôn chứ không có đâu. Mình muốn vệ sinh thì chuẩn bị một chai cồn như thế này. Chai cồn. Và giấy dai nha, giấy mà loại giấy dai để cho khỏi rách giấy dính lên trên đó. Vậy là hết rồi đấy. Bây giờ cái nắp mình gỡ làm lại thôi. Ở đây đầu tiên thì mình gỡ hai ngóc này đây. Ở đây này em cũng tháo sẵn rồi. Gỡ cái ốc này ra. Đây. Từng đời máy nó sẽ khác nhau. Và khác nhau ở đây nó chỉ là kết cấu thôi, nhưng mà nguyên lý hoạt động của nó đều là mặc định. Nó sẽ giống như là nó giống hết. Máy nào cũng có gương photo này, máy nào cũng có ADF này, rồi máy nào cũng có thay đường giấy, rồi máy nào cũng có room gạt sạc từ. Ở đây thì mình đang sử dụng là máy AC, nó cũng hiện đại, có nhiều cái khác biệt với mấy cái kia. Đó, tháo hai ngón bên đây xong rồi mình lấy được cái dàn áo đây ra rồi, thì mình qua đây anh Chanh. Với cái máy C giống như 3560C, 4555C, 3505AC, nó đều có hai con ốc nghe dàn gương như thế này, hai con ốc như thế này. Tháo hai con ốc này ra, mình tháo được hai con ốc này ra rồi, bắt đầu mình mới lấy cái gương ra cẩn thận từng bước. Mình đặt nó qua một bên để lấy mình vệ sinh luôn phần này. Ở bên trong đây thì tổng nó là có một cái bóng đèn quét và hai cái gương. Còn máy C thì nó tận 3 cái gương, còn máy AC này thì nó còn 3 cái gương. Và gương trên này là 4. Mình muốn vệ sinh thì kéo nhẹ từ từ nó ra, tránh trường hợp nó bung cáp rớt kiến, nó sẽ có vấn đề lỗi 260 hoặc 262 vân vân, lỗi về dàn ken. Đây quá trình thì vệ sinh nó cũng rất đơn giản, nhưng mà cần cái sự tỉ mỉ nhẹ nhàng. Dàn gương này rất là dễ gấp. Một cái nhắc vàng, ba cái nhắc đen nha. Mình chuẩn bị như thế này, mình gấp cái giấy lại cho nó dày để cho nó khỏi gấp. Xịt cồn lên. Nó sẽ có một cái gương rời. Lấy cái gương rời ra. Gương rời ra như thế này. Mình lau từ mặt dưới tới mặt trên. Rồi, anh gõ thêm cái ham ở dưới đây này. Thấy không? Xe biến 18 á. Con máy được nhập từ bên nước ngoài vậy á. Thì đa số thì nó đi qua đường vận chuyển biển đồ cái thứ nó dơ lắm. Rồi. Bây giờ mình phải làm lại từ đầu sạch sẽ. Cô hình nó đẹp hơn. Anh sẽ dựng như đây. Khi mình chắc chắn nó đã sạch sẽ, nó đẹp đẽ rồi, cách mà để những biết nó sạch sẽ thì nó ở đây nó trong, nó đẹp hơn. Khi mình lúc mình chưa lau nó sẽ mờ tịt, mờ căm, photo cũng không thấy, hoặc là dấu vân tay của mình ở trên đó các thứ. Khi mà mình phô nó sẽ hiện lên trên màn hình. Đặt vô một bên. Sau một cái gương rời rồi, mình bắt đầu tới vệ sinh gương trong. Hai cái chốt đen này, một cái nó nằm ở đây. Mình cũng dùng tờ giấy xịt cồn vô. Tốt nhất là mình từng một cái gương để mình soi ở đây còn bụi không, hay là mình dở lên này, để mình nhìn một cái đèn soi. Còn em thì thao tác em quen rồi, chỉ cần là thọc cái tay vô như thế này, vệ sinh nó nhẹ nhàng, cẩn thận, từng bước mà chắc. Mình lau sơ một lớp cồn. Sau đó mình lau lại một lớp khô. Đó. Đây là vệ sinh gương trên và gương dưới nó. Gương dưới thì mình để nhẹ nhẹ nó vô, nhẹ nhẹ thôi. Đừng có giật mạnh qua cái nó bung cáp, rớt cáp. Thọc cái tay vô. Xin như thế này. Mình phải chắc chắn là nó được sạch sẽ nha. Còn nó mà có dơ gì đấy hay là nó tạo lằn ở trên mặt gương thì khi mà anh chị phô lên thì nó sẽ có ví dụ như một cái loại cái vạch xanh hoặc vạch đỏ, hoặc là cái nền nó dấu dính dấu vân tay của anh chị. Mình làm sao mình né được cái tay chân của mình dính lên gương là ok. Hiện nay em chỉ là vệ sinh thôi, còn có phần kỹ thì hay không thì do anh chị. Con máy mà xài bền lâu rồi cũng anh chị xài. Đây, ở đây có một cái gương nữa, lớp gương nữa, còn đây gọi là bóng đèn của nó. Khi mà bóng đèn mà không cháy, mở máy bóng đèn không cháy thì anh chị biết là 260 rồi, nó không hoạt động. Còn motor nó không kéo nữa là cũng 260, hoặc là cái cáp này gọi là cáp 260 nè, cáp này là cáp 260. Anh chị nào mà bị đèn ken báo 260 thì kiểm tra được cái cáp này, kiểm tra cái bóng đèn này. Còn đây là cáp 262. Tại sao em gọi là cấp 262? Thì trên bảng lỗi nó sẽ hiện lên là C262 ở đầu góc màn hình bên tay phải. Tụi em thì rút gọn nói là ở cấp 262 để giống như là kỹ thuật mà sửa Toshiba nói một cái là biết liền. Cấp 262 hay là cấp 260 nói một phát là biết liền. Còn bây giờ cứ nói cáp vàng ken mà trên đèn ken nó 2 cọng cáp, biết cọng cáp nào. Đó, vệ sinh một lớp nước cồn, xong vượt ngược lại vệ sinh lớp này giấy khô. Còn mà anh chị muốn kỹ nữa thì bông tăm, nhưng mà bông tăm thì nó sẽ không sạch như thế này đâu. Bông tăm sẽ nó để quệt lại. Đó. Sau đó xong rồi đó, đẩy nó về vị trí nhẹ nhàng, từ từ đẩy nó về vị trí đó, vị trí ban đầu. Sẵn đó thì anh chị lau sơ này luôn cho sạch sẽ. Ở đây cái dòng mà 5560 thì ở đây gọi là boken, còn 4555 hoặc 355 ở đây nó có cái bo gọi là bo thấu kính. Còn riêng 857 hay là 856 gì ở đây nó có bo ken, cũng gọi là bo ken. Còn máy nhỏ ở đây nè, ví dụ máy nhỏ ở đây đi, đó gọi là bo thấu kính. Cái đó thì nó vệ sinh khó hơn. Đó, bây giờ mình xong cái dàn gương đây rồi. Bây giờ mình tới cái bước rồi. Khi anh chị nào mà vệ sinh xong được cái dàn gương ở dưới kem rồi á, gương rời thì mình trả nó về vị trí, trả nó về vị trí. Còn riêng cái mặt gương này thì anh chị vệ sinh ở dưới trước và trên sau, xịt trực tiếp luôn. Rồi, vệ sinh cho nó phải chắc chắn là giấy phải dày nha, dày mà dai nó không có dính bụi giấy trên mặt gương, nhìn bụi giấy lắm, tắm nhìn khó chịu lắm. Đó, sơ sơ em lau mà nó vậy rồi nè, mà anh chị xài biết bao lâu mà anh chị không vệ sinh là biết chừng nào. Nói chung là mình sử dụng máy, mình muốn máy bền lâu. Máy này thì máy cũng gọi là second hand, máy nó qua sử dụng mà chưa sử dụng tại Việt Nam thôi, thì anh chị cũng ít nhất là cũng 2 tháng hoặc 3 tháng, hay là cao nhất thì 5 tháng thì kêu kỹ thuật tới kiểm tra máy, làm lại máy, hoặc là mình đã kiếm được cái lợi nhuận từ con máy đó thì mình nên gọi là thay thế những vật tư mà là vật tư đáng để thay, ví dụ như sấy, râm. Thì thực sự là tụi em kỹ thuật đấy, đến chỗ mà thấy con máy nó toàn tạo quá mà bây giờ kéo râm ra nó sạm hết 3 cây, ví dụ máy màu râm nó tới 4 cây mà báo giá báo vô thay 4 cây thì đâu có được, cũng tội tụi em. Nên cứ 1 tháng hoặc 2 tháng cứ kiểm tra 1 lần, khi mà mình đã kiếm được cái lợi nhuận từ con máy. Máy này máy mình xài chứ không phải tụi em xài. Đó, chiếc mắt nè, nhìn sơ thì nó trong rồi. Đó, lắp nó lại cho nó vô khớp. Rồi, nó có 2 cái nhông ấy, 2 cái nhông đây này, anh xây cái nhông dưới đây. Dạ, có 2 cái nhông, anh xây 1 cái nhông dưới. Đó, nó vô khớp để xây như vậy. Xây tới bên. Rồi sơ cấp trên nữa. Xây cỡ 2 cái nhông nữa. Rồi, anh xây tiếp cái nhông trên tiếp bên. Tiếp bên. Khi mà anh chị vệ sinh á, máy nó kỹ lưỡng, nó sạch sẽ. Ví dụ như anh chị không có nhu cầu xài con máy đó nữa thì tụi em tới tụi em thu giá nó cao lên. Giờ anh chị bỏ như là 5-6 tháng anh chị vệ sinh, như là anh chị xài 1 năm anh chị mới kêu người tới thay linh kiện hoặc là kiểm tra vệ sinh, giá nó hạ thì đúng rồi. Anh chị càng kỹ gì nào thì máy nó đắt giá thì đấy thôi. Đó. Thì lúc ban đầu em quên nhắc nhở là khi mà anh chị vệ sinh đèn ken á thì anh chị ngưng hoạt động máy, toàn bộ con máy đều phải ngưng hoạt động, ngắt cái nguồn càng tốt. Tại vì riêng cái dòng AC này khi mà anh chị mở máy mà anh chị tháo ốc mà anh chị vệ sinh á thì ở đây nó không có kéo motor, nó ngưng hoạt động, kéo không được. Đó, mà anh chị dùng sức quá thì nó bung, buông một cái xui vô mắt. Còn cái dòng C thì nó cho phép mình kéo, nhưng mà mình phải kỹ lưỡng, nói chung là càng kỹ càng tốt, không gì hết. Thì khi mà anh chị vệ sinh rồi là photo một cái là thấy là quá trình này. Riêng cái dòng hàng AC này á, nó hiện thời bây giờ á là nó có một cái gương trên đây, đây đây nè, gương ở vị trí này, gương ở vị trí này đó, nó giống như của thằng Ricoh. Khi mà anh chị phô hai mặt á, đưa lên thì nó quét một lần thôi, còn hàng 5560C hoặc là 3555C hay là nói chung là 857 cũng vậy, nó quét thì nó phải đảo lại hai mặt. Thì cái phần này cũng quan trọng, liên quan tới hình phô nè, phô nè, liên quan cùng rô. Anh chị lấy máy xây giờ anh chị biết là có một cái gương trên đây nữa đó. Thì em đã hướng dẫn xong cái vệ sinh dàn can, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Chúc anh chị may mắn.